Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là... ai? Yeah, DP Gaming. Ok, thì chào các bạn. Thì cũng đã một tháng qua, hơn một tháng qua, hai tháng liền đi, mình đã không có làm video cho các bạn xem. Mình thật sự xin lỗi các bạn. Thì lời hứa trước đây mình đã nói là mình sẽ làm video đều đặn, một ngày hai video, một ngày một video. Nhưng mà hiện tại là mình không có thể làm video cho anh em xem được, vì mình đã chuyển qua một chơi một game mới. Game mới đâu mà thật ra là game cũ rồi, nhưng mà vẫn thích cái game ý hơn. Mình thấy game học rồng nó gọi là cái gì đó hút máu. Thì hôm nay mình thời gian rảnh mình đã vào game, mình đã on được khoảng 43.917 phút luyện tập ở trên thần vũ trụ. Thì hôm nay mình không đi làm, hôm nay mình nghỉ. Thì mình được nhận một cuộc gọi của ông thần mèo. Ông thần mèo dưới này, ông ấy gọi cho mình bảo xuống thăm ông ấy. Mình đang chuẩn bị xuống thăm, mình vừa vào game thôi. Bây giờ mình sẽ xuống thăm nhá. Ok. Đây, ông ấy đây. Ôi giời ơi, ông ngủ này, ông bảo tôi xuống thăm, ông lại ngủ này. Ông mèo ơi. Ông mèo ơi. Sao ông gầy này, mình nhớ không nhầm là ông ấy béo lắm cơ mà. Hello, ông còn nhớ tôi không? Thế nào? Chết, ông ấy chuyển giới rồi, mất stream rồi. Hey, ôi trời, mắt làm sao đây? Tối qua chơi đêm nhiều quá, mắt làm sao đây? Chết, các bạn ạ, mày không hiểu tại sao ông mèo bảo rủ mình đến thăm ông ấy mà giờ ông làm như chết này. Rim mất rồi. Giờ còn gầy nữa, mày nhớ ông là béo lắm cơ mà. Đúng rồi. À rồi, còn một vị khách nữa. Vào đây là bạn trai ông ý. Ôi, sao bạn trai gì mà to thế này. Bạn trai ông ý. What the fuck. Ông ý là trai, sao lại có bạn trai nhỉ. Ôi dồi ôi, làm trò gì đây. Ôi, chắc hôm qua vừa có một chuyện gì đó xảy ra, nên giờ ông làm như chết này. Chắc quý không muốn mình gặp mình rồi. Thôi thì mình quyết định rồi, mình sẽ ở lại trên thần vũ trụ. Vậy là xin chào anh em, chào lại anh em nhé. Chào anh em nhé. Và hẹn gặp anh em trong video sau. Video là mình gặp ông mèo nhưng ông ấy ngủ á. Bye.